Gundam Wing là series Gundam đầu tiên được chiếu ở thị trường châu Mỹ. Và có thể là một vài bạn đã nghe qua cái hiện tượng này rồi. Tên gọi riêng của một vài nhân vật truyền hình Nhật Bản thường bị thay đổi khi qua đến thị trường bên Mỹ để phù hợp với độ tuổi người xem và tránh liên quan đến một vài vấn đề về tôn giáo. Nataku là tên gọi gốc của con Gundam này khi được chiếu ở thị trường Nhật Bản. Nhưng mà khi qua đến thị trường châu Mỹ thì nó lại được đổi tên thành Ultron Gundam. Và cá nhân mình thì mình thấy từ Ultron nó thuận miệng hơn, cho nên là trong bài review này chúng ta sẽ gọi nó là Ultron. Thì như tiêu đề của bài review đã đề cập, đây là một phiên bản model kit của Ultron được sản xuất bởi một bên thứ ba, đó chính là Supernova, hay nói cách khác là một con bootleg. Tuy nói rằng nó là một con hàng bootleg, nhưng mà không thể nào phủ nhận được rằng là Supernova đã bỏ ra thời gian để tái thiết kế lại con Ultron Gundam này. Tất cả những thiết kế bộ phận trên cơ thể, từ phần vai, thân, chân cho đến đầu rồng đều được thiết kế lại sắc nhọn, đầy gai góc và đẹp hơn rất là nhiều so với phiên bản được Bandai tung ra và gắn mác P. Ngoài việc tái thiết kế về mặt ngoại hình thì cũng có một chi tiết bị thay đổi chức năng hoạt động, đó chính là bộ đầu rồng. Thay vì hoạt động như một thứ vũ khí được gắn ở trên cánh tay như là phiên bản của Bandai, thì bộ đầu rồng này đã được tái cố định ra ở sau lưng làm cho nó có cảm giác như là một bộ backpack. Vì đầu rồng có sự thay đổi cho nên là phần đốt cổ nó cũng đã được biến đổi theo để phù hợp với kích cỡ hiện tại. Đốt cổ mới sử dụng hệ thống khớp cầu và nếu như bình thường thì nó có thể gập được tầm 90 độ. Nhưng mà nếu như các bạn gập vào hai phần miệng chữ O của đốt thì nó có thể gập đủ cho các bạn 180. Các bạn sẽ có tổng cộng mỗi bên 10 đốt và các bạn có thể tháo bớt số lượng đốt ra nếu như các bạn cảm thấy nó quá rườm rà và gồng ghềnh. Ngoài ra các bạn còn được tặng kèm hai cái base để hỗ trợ cho đầu rồng tạo tư thế khi nó không được gắn với cánh tay. Việc tái thiết kế lại bộ đầu rồng thành backpack là một ý tưởng rất là tuyệt vời cho Ultron. Tại vì bây giờ hai cánh tay của nó có thể được dùng để cầm hai món vũ khí còn lại. Các bạn có một tấm khiên của Ultron gốc, phần khớp gắn khiên trùng với lại phần khớp gắn đầu rồng. Cuối cùng các bạn còn có một cây beam đinh ba của Ultron và không chỉ ở dạng năng lượng. Supernova còn thiết kế thêm cho các bạn một cây đinh ba ở dạng vật lý. Và vì là sử dụng mối nối như nhau cho nên là các bạn có thể mix giữa hai đầu đinh ba để cho con Ultron có thể cầm được cả hai cây cho đỡ bớt cảm giác khác biệt. Một vài bạn có báo với mình là phiên bản của Supernova này có cải thiện chiều cao cho những con Gundam Wing này. Nhưng mà vấn đề ở đây là mình thì cũng chưa có chơi qua một con MG dòng Wing nào cả, cho nên là mình không biết được cái vụ đánh nó như thế nào. Nhưng mà đây là so sánh của mình khi mà để con Ultron này với lại một con MG Zygote mà mình mới vừa build gần đây. Khi nói về nhược điểm thì có thể nói là có 3 đặc điểm chính mà mình cảm thấy không hài lòng khi mà trải nghiệm con Ultron này. Đặc điểm thứ nhất đó là về màu sắc. Có thể nói là khi mà nhìn qua con Ultron này thì chúng ta có thể thấy là mật độ tách màu của nó ổn định hơn rất là nhiều so với lại những cái phiên bản Master Grey thường thấy. Nhưng mà sau khi nhìn kỹ thì tất cả cũng chỉ là một cú lừa thôi. Tất cả những cái màu sắc thêm vào mà các bạn đang thấy đều có được là nhờ vào sticker. Sự thật thì mình cũng không biết nói rằng đây là một nhược điểm hay là một ưu điểm. Tại vì nếu như xét về mặt tích cực thì có thể nói Supernova đã cố gắng tạo cho chúng ta một con hàng giống với lại trang box art hết mức có thể. Nhưng mà xét về mặt tiêu cực thì có thể nói là quá rõ ràng rồi. Nếu như mà sử dụng sticker để tạo màu thì có thể nói là chất lượng của nó không bao giờ bền bằng việc tách part trực tiếp cả. Và sau một thời gian dài thì có thể thấy là sticker cũng nó cũng đã tự bong ra rồi, như một vài ví dụ mình đang đưa hình ở đây. Nhược điểm thứ hai đó chính là về độ nhọn của những chi tiết trên cơ thể. Có thể nói là nó quá nhọn. Và nó là quá nhọn luôn và mình thực sự không có một cái trải nghiệm thú vị tí nào khi mà làm cái bài review này cả. Tại vì trong lúc này thì mình đang bị đứt tay. Và cứ thử tương tự những cái chi tiết nhọn này nó sẽ xỏ vào trong cái vết cắt của mình thì nó cũng không có vui vẻ gì mấy đâu. Nhược điểm thứ ba, có thể nói rằng hiện tượng này khá là thú vị tại vì phần khớp ở đầu gối này nó không phải là bị lỏng mà thực chất ra là nó bị bung khớp ra ngoài chứ không phải là lỏng như những cái thể loại bình thường khác. Cũng có khá là nhiều phương pháp để xử lý cái trường hợp này thôi, các bạn có thể chàng giấy hoặc là tra 502 vân vân các kiểu,
Nhưng mà mình thì mình không xử lý cái chân này, tại vì đây là đồ mình mượn và mình đang ráng rush cái video này ra trong ngày mai để cho mình còn làm việc khác. Khi nói về biến đổi cơ động, các bạn có đầu trên một khớp cầu và cổ trên một khớp gập, cho phép đầu có thể nhìn lên được như đây và nhìn xuống được như đây. Phần đầu rồng có miệng có thể mở ra và 4 sừng trên một khớp cầu. Sừng ở trên có thể gập và sừng ở dưới cũng có thể gập trên hai khớp. Vai có thể gập lên, gập xuống và đẩy ra ngoài được một tí. Giáp vai được gắn liền với cánh tay nhưng vẫn có thể đẩy lên trên. Cánh tay đẩy ra ngoài, bắp tay xoay và gập trên hai khớp nhưng mà chỉ có thể hơn 90 độ được một tí. Cổ tay trên một khớp cầu. Phần bụng theo lý thuyết là trên một khớp cầu nhưng vì polycarp được đặt khá là nông cho nên không di chuyển được nhiều cho lắm, bụng có thể xoay. Váy trước trên một khớp gập và một khớp cầu cho phép có thể đẩy lên và đẩy ra ngoài. Váy ngang và váy sau có thể đẩy lên. Khớp háng cố định. Chân đá lên khá là cao, sọt rất là ok. Bắp chân xoay, chân gập trên hai khớp. Giáp cổ chân và cổ chân đều nằm trên một khớp cầu và mũi chân có thể bẻ xuống một tí. Và đó là tất cả những điểm cần lưu ý về con Supernova Ultron này. Có thể nói là đây là một cơ hội khá là vàng cho những các bạn mà thích sưu tầm những con Gundam của dòng Wing, đặc biệt là con trong phiên bản OVA Endless What. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là nếu như các bạn tìm hình ảnh của con Ultron của Bandai thì không những là nó là hàng premium, là cái bây giờ tìm nó rất là khó và mức giá của nó cũng phải gọi là ở trên trời, nhưng mà cái ngoại hình của nó, cái ngoại hình của con Ultron Bandai á, tôi nói thật, tôi tìm xong là tôi mất cả hứng luôn. Nói thật là tìm xong con Ultron Bandai rồi mới nhận ra rằng là con Supernova này nó đẹp tới cỡ nào và nó cũng không có khó săn trong cái thời điểm hiện tại. Tuy nhiên thì các bạn vẫn còn cần phải xử lý một vài cái nhược điểm chung chung, như là cái màu sắc trên cơ thể của nó thì vẫn là sticker, thì cần phải bỏ thêm một chút thời gian để sơn nó như muốn nó đẹp hơn. Và ngoài ra còn phải xử lý cái phần khớp đầu gối nữa, thì cái đó cũng hơi bị nhanh thôi. Chú ý thêm một tí về cái phần khớp nhọn, những cái chi tiết nhọn mà tôi hay nói, không những là vì bị đứt tay cho nên nó mới nguy hiểm mà nó còn khá là khó chịu cho các bạn khi mà cầm vào con Gundam luôn. Thì như mọi khi, vì đây là hãng bootleg cho nên là chúng ta sẽ không có phần đánh giá thang điểm. Nó là như thế thôi. Và tuần tới thì tuần này thì tôi công nhận là hàng nó có hơi gọi là thiếu phong phú một tí, nhưng mà tuần tới thì có thể nói là tôi sẽ ráng tìm những con hàng mặn hơn cho các ông. Tôi cũng có kèo mượn được con RGNU rồi, cho nên là nếu như mà các ông chờ được cho tới cỡ thứ tư thì chắc là sẽ có RGNU đó. Và đó là như thế thôi. Bấm đăng ký, bấm cái chuông và hẹn gặp lại các bạn trong clip sau.